Bà con và các bạn xem đài thân mến, từ lâu vùng đất nông nghiệp xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu hầu hết trồng cây cao su, đất canh tác dành cho các loại cây trồng khác rất hiếm. Người dân địa phương tận dụng nguồn cỏ dưới tán vườn cao su để nuôi gia súc, chủ yếu là nuôi bò. Một số hộ nuôi dê cũng phát triển đàn ở điều kiện môi trường này. Gần đây cùng với đàn gia súc, giống cừu cũng xuất hiện ở trại chăn nuôi của anh Phan Đỗ Tấn Huy, hội viên nông dân ở ấp 1 xã Bến Củi. Tận dụng nguồn cỏ trong nông trường cao su Bến Củi và cỏ vườn nhà mình, anh Huy bắt đầu thả nuôi vài con dê, vài con cừu giống. Đến nay, trại nuôi nhà anh đã có 80 con cừu, 60 con dê, đã xuất bán một số con giống và bán dê thịt, cừu thịt. Hiện nay, đàn dê đặc biệt là đàn cừu đang phát triển ổn định, tỏ ra thích nghi tốt với điều kiện ở đây. Sắp tới sẽ nhân rộng đàn cừu ra nhiều địa phương khác. Liên quan đến vấn đề nêu trên, mời bà con và các bạn theo dõi phóng sự Đàn cừu trên đất Bến Củi. Bảy mươi lăm phần trăm diện tích đất nông nghiệp ở xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu là trồng cao su. Đây cũng là khu vực phát sinh nguồn cỏ tươi khá lớn, có thể tận dụng làm thức ăn cho đàn gia súc. Trước đây người chăn nuôi ở Bến Củi chủ yếu nuôi bò sinh sản. Sau thời gian giá cả bò thương phẩm liên tục sụt giảm, nhiều hộ chuyển sang chăn nuôi dê theo hình thức nuôi nhốt. Các giống dê bồ ơ lai và dê bách thảo đang được nuôi nhiều trên toàn tỉnh, nhưng nhiều hộ ở Bến Củi chỉ chọn nuôi giống dê bồ ơ lai vì cho rằng giống này có nhiều ưu điểm và thích nghi tốt với môi trường xã Bến Củi. Những năm trước, gia đình anh Nguyễn Văn Tiền ở ấp 4 xã Bến Củi từng chăn nuôi bò sinh sản. Gần đây anh thấy lợi nhuận giảm dần. Năm 2018 anh chuyển sang xây trại nuôi dê. Lúc đầu anh chỉ nuôi 6-7 con, sau đó đàn dê tăng dần, có lúc lên hơn 40 con. Phải bán bớt khi được giá và cũng nhằm mục đích giảm áp lực cho chuồng trại. Nuôi lâu năm nên cũng có kinh nghiệm trong khâu chăm sóc sức khỏe cho đàn dê. Đặc biệt nguồn thức ăn cho dê được anh Tiền tận dụng từ mọi loại cây cỏ có sẵn ở quanh khu vực trại dê, nên đàn dê của anh luôn đủ ăn, chống lớn và khỏe mạnh, chi phí chăn nuôi được kéo giảm tối đa. Anh Phan Đỗ Tấn Huy xuất thân từ xứ Gió Như Phan, Nắng Như Rang, tỉnh Ninh Thuận, từng vào tỉnh Long An lập nghiệp, nay về xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu định cư. Trước đây cũng từng chăn nuôi heo, nuôi gà, do giá cả bấp bênh anh chuyển sang nuôi gia súc, hiện tại vẫn còn một trại nuôi dê, nuôi cừu ở tỉnh Long An. Anh chia sẻ, hơn 10 năm trước bắt đầu từ vài con dê, tiếp theo nuôi thử nghiệm vài con cừu, nhận thấy có đà phát triển hơn những vật nuôi truyền thống như heo, gà, vịt. Năm 2017, về xã Bến Củi tiếp tục lập thêm trại nuôi cừu và nuôi dê. Cũng bắt đầu vài con giống, chuyển từ trại nuôi ở Long An lên. Đến nay, đàn dê đàn cừu của anh phát triển rất tốt, nhiều đợt xuất bán con giống và thương phẩm. Đặc biệt, đàn cừu xuất hiện lần đầu tiên ở khu vực xã Bến Củi, tỏ ra rất thích nghi với điều kiện tự nhiên nơi đây. Chi phí trong chăn nuôi không quá cao, vật nuôi đến lứa xuất chuồng đều dễ dàng tiêu thụ. Đây mới đầu chuyển về cũng không chuyển gì nhiều, chuyển chừng 10 con cừu. Đây hai trại mà tại dưới kia, rồi mới chuyển về đây nuôi, rồi bắt đầu gầy ra nhiều lên. Thì dùng đất này á, là thứ nhất là cỏ nhiều, cả cái cánh đồng này là cỏ mấy chục hecta mà là mình cỏ ăn không thiếu, mà lại nó cỏ con cừu nó lại khoái ăn cỏ nhiều hơn đó. Cái con cừu á là nó sinh sản á, là nó lên giống mau hơn cái thường á, là con cừu á là sau khi đẻ có bầu 5 tháng nó đẻ xong sau 20 ngày hoặc là nó lên giống rồi cái con đực cái trong chuồng nó tự nó phối giống, mình có con đực sẵn trên chuồng đó. Mình đi đổi con đực ở chỗ khác đem về cho nó không trùng huyết, rồi con nào mà nó không sung thì nó cũng tháng rưỡi là nó có phải có bầu thôi đó. Là nó có bầu khoảng từ 145 đến 150 ngày, còn khoảng 5 tháng là nó đẻ. Con cái thì con tơ thì đẻ một con, nhưng mà nó lứa thứ hai đẻ từ 2 đến 3 đến 4 con tùy con. Con cừu thì mình nuôi thường nó phải từ 8 đến 10 năm mới thải loại. Một năm là nó đẻ khoảng 2 lứa, hoặc 13 tháng là chắc ăn là 2 lứa đó. Nó ăn nhiều cho ăn thu mình cho ăn đủ cỏ nhiều thì là 6 tháng là nó lên giống rồi. Nhưng mà thường là từ 7 tháng 8 tháng là thường, nó nhanh hơn con dê chút.
thì có bầu sau 5 tháng, 145 đến 150 ngày là nó đẻ. Cho ăn thì mình chỉ quan trọng là mình cho ăn uống nước sạch nè. Đó, rồi cho thêm đá liếm hoặc muối là không thể thiếu được. Còn cỏ thì địa phương có vườn nhà đó, khoảng hết nè là bắt đầu cái mình cắt vô cho ăn. Thiếu thì ra ngoài thả ra ngoài. Cùng ăn tạp như loại dê, nhưng giống cừu có tính thích nghi cao độ hơn bởi chúng xuất xứ từ vùng có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Giống cừu có nhiều điều mới lạ hơn, anh Huy thích chia sẻ về tính năng con cừu. Giống dê đã dễ ăn, giống cừu tạp ăn hơn, mau tăng trọng hơn. Cụ thể, để đạt trọng lượng 30kg, con dê phải nuôi đến 12 tháng tuổi, trong khi con cừu chỉ nuôi 8 tháng cũng đạt 30kg. Cừu thích nghi với mọi điều kiện khắc nghiệt, có thể nuôi nhốt thả rông trên đồng khô cỏ cháy, không cần người trông coi. Trong điều kiện nuôi nhốt, chỉ cần mỗi ngày dành 1 giờ cắt cỏ trong vườn cao su là đủ thức ăn một ngày cho đàn cừu 80 con như hiện nay. Nuôi cừu ít tốn thời gian chăm sóc, phù hợp với tình hình kinh tế hộ ở vùng sâu, thiếu điều kiện ưu đãi của thiên nhiên. Đầu ra của cừu ổn định hơn, thịt cừu ngày càng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Giá bán cừu thịt bình quân 110.000 đồng một ký. Cừu giống từ 3 đến 4 triệu đồng một con. Nuôi cừu thu lợi nhiều hơn nuôi dê, nuôi bò. Thường mấy con này nó có 3 bệnh. Là bệnh thứ nhất là tụ huyết trùng. Thứ nhì là lở mồm long móng. Thứ ba là sán lá gan. Cái bệnh mà tụ huyết trùng là hiếm. Còn hiếm nhất là lở mồm long móng, là hầu như đó giờ nuôi cả chục năm là không có. Còn sán lá gan là nhiều nhất. Sán lá gan này trung bình là mình 6 đến 3 tháng, 6 tháng tùy theo cái mình cho ăn cỏ nó mùa nước á, thì mình phải 3 tháng mình chích sán lá gan hoặc là sổ lại cho nó. Thịt thương phẩm á, thì con đực á, thì thường bán con đực, con cái thì mình để dành để là cái giống. Con đực thì khoảng thời điểm giờ thì khoảng ví dụ con cừu là nó còn đứng chuồng vậy đó, mình bán nó 30kg thì cứ nhân lên 90.000kg thì nhân lên, hoặc là 95-100.000 tùy theo thời điểm. Bao nhiêu cũng bán được hết, lò đó lớn mà. Lò đó là có dấu thú y của Long An cấp luôn. Cừu là giống vật nuôi theo bầy đàn, chúng dễ nhận ra với những cái tai dài và cụp xuống, chịu được điều kiện khô nóng khốc liệt, với bãi chăn sỏi đá nghèo dinh dưỡng. Đặc biệt giữa nắng nóng 50 độ C, các loại khác tìm nơi trú ẩn, riêng đàn cừu vẫn bình thản giữa đồng, cần mẫn tìm gốc cỏ hiếm hoi. Tính tình hiền lành chăm chỉ, ăn cả thực vật cây gốc như xương rồng, khác với loại dê chỉ thích ăn lá trên cành. Với tính năng vượt trội, giống cừu dễ dàng thích nghi phát triển ở những địa bàn tương tự như xã Bến Củi, nơi trước đây tưởng chừng chỉ thích hợp cho đàn dê, đàn bò. Nuôi con cừu này thì là nó rất là tiện lợi để tận dụng cái phụ phẩm của nông nghiệp, cỏ của điệp ở trong cái lô su là cho cừu ăn. Đầu ra của sản phẩm này thì tiêu thụ thì nó cũng là chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi về tôi mua với Long An là nhu cầu rất là cao. Về giá thì thời điểm cao nhất là khoảng 135.000, thời điểm thấp là khoảng 80 đến 95.000 một ký. Cái sức đề kháng nó là cao, ăn tạp nữa nên bệnh cũng ít có gặp trên đàn cừu. Hiện nay cừu thì nó dễ nuôi, còn một số hộ cũng đang có nhu cầu nuôi, đang liên hệ với chỗ anh Quy để là chia sẻ đàn để mà nuôi, để là cái đầu anh Quy không bao cái đầu ra. Hội nông dân huyện Chi Minh Châu rất quan tâm và đánh giá cao mô hình nuôi cừu ở xã Bến Củi, xem giống cừu là vật nuôi đặc biệt thích nghi nhất ở vùng đất có nhiều phế phẩm nông nghiệp, nhiều thảm cỏ lẫn dưới tán vườn cao su, là đối tượng loại trừ của nhà nông nhưng lại là nguồn thức ăn khoái khẩu của loài cừu. Mô hình nuôi cừu tận dụng phế phẩm nông nghiệp rất đạt hiệu quả, sẽ được nhiều hội viên nông dân quan tâm, hứa hẹn được nhân rộng trong thời gian tới. Những cái địa phương mà hộ dân không có diện tích đất nhiều thì như xã Bến Củi, Cầu Khởi thì mô hình, những cái mô hình nuôi như nuôi gia súc, như nuôi dê, nuôi cừu lại là một cái thế mạnh của những địa phương này để tận dụng cỏ trong cao su. Cái mô hình nuôi cừu ở Bến Củi nó có cái lợi thế hơn so với cái những nuôi gia súc kia, là con cừu này thức ăn là nó không có kén,
lại là cái giá thành tương đối ổn định và cái đầu ra của sản phẩm thì nó có sức hút hơn, không có phải bị ép giá. Sắp tới đây thì hội nông dân cũng sẽ tuyên truyền những hộ nông dân có diện tích đất nhỏ tham quan học tập mô hình, cái hộ mà có cái nhu cầu mà chăn nuôi cừu thì hội cũng sẽ phối hợp với hộ chăn nuôi để hướng dẫn kỹ thuật cho những hộ đó, đồng thời sẽ phối hợp với ngân hàng chính sách hỗ trợ vốn giải quyết việc làm. Đã nhiều năm chuyên nuôi gia súc, nay nhận định nuôi cừu rất triển vọng, anh Huy đang tiến hành mở thêm trại nuôi cừu ở tỉnh Bình Phước. Với kế hoạch cung cấp con giống, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho người có nhu cầu chăn nuôi. Là loài ăn tạp hơn dê, cừu có thể ăn bất cứ loại thực vật nào. Người nuôi có thể tận dụng thời gian nhàn rỗi trồng thêm cỏ, tận dụng nguồn thức ăn có sẵn ngoài tự nhiên, tận thu nguồn phân cừu bù cho chi phí chăn nuôi. Tất cả là điều kiện thuận lợi để đàn cừu ở bến củi phát triển. Trước thực tế, nuôi cừu ít rủi ro hơn một số giống vật nuôi truyền thống, đầu ra còn mở rộng, giống cừu thích nghi với điều kiện thời tiết thổ nhưỡng Tây Ninh. Anh Huy dự báo đàn cừu ở Tây Ninh sẽ tăng đàn trong thời gian tới. Bà con và các bạn xem đài thân mến, chương trình hôm nay đến đây là hết. Hẹn bà con và các bạn trong các chương trình sau. Thân mến, chào tạm biệt.